Các bạn đã biết tin gì chưa? Hiện tại chúng ta đã có nhiều thông tin rõ rỉ về hình ảnh cũng như là thông số kỹ thuật của Garmin Fenix 8 Series và Garmin Enduro 3. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những thông tin mà mình đã tìm hiểu thông qua nhiều nguồn trên Internet trong khoảng thời gian qua. Và mình là Đạt, chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với An Tiến Studio. Theo Garmin Rumors thì chúng ta đã có những thông tin rò rỉ về hình ảnh và một vài thông số kỹ thuật của Garmin Fenix 8 sau đây. Đầu tiên phải kể tới đó chính là kích thước và vật liệu cấu thành. Garmin Fenix 8 sẽ có 3 kích thước là 43, 47 và 51mm. Hiện tại chúng ta chỉ có những hình ảnh về hai kích thước 47 và 51 thôi. Vậy nên thì về kích thước nhỏ nhất sẽ là 43mm hay là 42mm như ở trên phiên bản Fenix 7 tiền nhiệm thì chưa có thông tin xác nhận cụ thể. Vật liệu cấu thành có thể sẽ là bằng thép kim loại không rỉ và titanium ở tùy từng phiên bản. Thứ hai, đó chính là về phần màn hình. Chúng ta sẽ có thông tin xác nhận về Fenix 8 sẽ sử dụng màn hình AMOLED thay vì màn hình MIP truyền thống. Đây là một trong những cải tiến rất đáng giá. Thứ ba, sử dụng chip cảm biến quang học đo nhịp tim hệ đời thứ 5. Thông qua hình ảnh rò rỉ, dễ dàng nhận thấy là Fenix 8 được trang bị chip cảm biến quang học đời thứ 5. Vì vậy là khả năng là Fenix 8 có thể đo được chỉ số điện tâm đồ và các chỉ số chuyên sâu về sức khỏe khác. Thứ tư, đó chính là hỗ trợ lặn. Bên cạnh việc có khả năng kháng nước 10 ATM, thì Garmin Fenix 8 còn phù hợp với lặn ở độ sâu tối đa lên tới là 40m. Và chúng ta cũng có những hình ảnh rò rỉ về công cụ hỗ trợ lặn ở trên Fenix 8. Đây là những tính năng nổi bật có trên các dòng sản phẩm Bisen của Garmin. Thứ năm, đó chính là đèn flash. Tương tự như ở trên Fenix 7 Pro và Epic Pro Gen 2 thì Fenix 8 cũng sẽ được trang bị về đèn flash. Và cuối cùng, đó chính là Garmin Fenix 8 sẽ được trang bị thêm microphone để hỗ trợ cho việc đàm thoại và ra lệnh trực tiếp ngay trên đồng hồ. Ở phần này thì mình thấy rằng là có thể Fenix 8 sẽ có khả năng đàm thoại trực tiếp giống như là ở trên phiên bản Venue 3. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta đang đặt ra một câu hỏi rằng là em nó có được trang bị về eSIM hay sử dụng SIM cứng hay không? Bởi thông qua hình ảnh tiếp theo, phải chăng là Fenix 8 đang có một khe lắp SIM? Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một dòng sản phẩm có tên là Fenix Air. Có thể nói đây là một phiên bản rút gọn bởi em nó bị cắt đi một vài tính năng có trên ở phiên bản Fenix 8. Theo Garmin Rumors thì Fenix Air sẽ chỉ có kích thước là 47mm và hiện tại thì chưa rõ sẽ có kích thước khác hay không. Nhưng về vật liệu cấu thành, có thể sẽ là bằng thép kim loại không rỉ. Về điểm này thì mình thấy rằng là thiết kế của Fenix Air khá giống về phiên bản Fenix 7 và Epic Gen 2 phiên bản thép kim loại không rỉ. Vậy có thể là Fenix Air sẽ là một phiên bản update của hai mẫu đồng hồ mình vừa đề cập ở phần trên. Thứ hai, đó chính là về phần màn hình. Hiện tại thì chúng ta chưa có thông tin cụ thể về màn hình của Fenix Air sẽ là dạng màn hình AMOLED hay là MIP. Nhưng thông qua hình ảnh rõ rỉ thì mình đang nghiêng về phía AMOLED nhiều hơn. Và thứ ba, đó chính là về chip cảm biến đo nhịp tim. Dễ dàng nhận thấy là chip cảm biến quang học đo nhịp tim hệ đời thứ tư được trang bị trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix Air qua hình ảnh này. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi đây là một phiên bản rút gọn và như vậy thì chúng ta sẽ cắt bớt chi phí về sản xuất và sẽ có một mức giá phù hợp hơn. Bên cạnh Fenix Series thì Enduro 3 cũng sẽ là sản phẩm được ra mắt trong thời gian tới và đã có nhiều xác nhận về việc là Enduro 3 vẫn sẽ sử dụng màn hình MIP truyền thống Garmin. Điều này sẽ đi kèm với việc là sẽ có cả tính năng về sạc năng lượng mặt trời để bổ trợ thêm về thời gian sử dụng pin của Enduro 3. Enduro 3 sẽ có kích thước là 51mm và cũng sẽ sử dụng chip cảm biến đo nhịp tim hệ đời thứ 5 giống như ở trên phiên bản Fenix 8. Vậy nên thì khả năng là Enduro 3 sẽ có cả tính năng đo điện tâm đồ và các chỉ số theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Với hình ảnh rò rỉ sau đây thì Enduro 3 vẫn được trang bị thêm một dây ni lông và phần viền benzen được làm bằng chất liệu titanium nhằm mang lại một trọng lượng nhẹ trên một chiếc đồng hồ có kích thước lớn. Hiện tại thì chưa có thông tin cụ thể về việc là Enduro 3 có được tích hợp về microphone hay không. Phần này thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những thông tin tiếp theo thôi. Và vừa rồi là một vài thông tin rò rỉ về Garmin Fenix 8 Series và Garmin Enduro 3 mà mình đã tìm hiểu từ nhiều nguồn trên Internet. Và nếu như những thông tin này là sự thật thì Garmin đã có một sự cải tiến rất lớn dành cho Fenix 8 khi khiến chiếc đồng hồ này trở nên là một chiếc đồng hồ toàn năng bởi em nó được hội tụ toàn bộ những cái điểm mạnh nhất của những dòng sản phẩm của Garmin trong một chiếc đồng hồ. Và hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có được thông tin cụ thể về ngày ra mắt của Garmin Fenix 8 Series cũng như là Enduro 3. Và chúng mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất và nhanh nhất thông qua kênh YouTube An Tiến Studio cũng như là trên trang chủ của chúng mình là antien.vn. Còn bây giờ thì xin chào lại các bạn trong những video tiếp theo.